chào quý vị. Chương trình hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã nhận được đơn thư khiếu nại của người dân trong tỉnh phản ánh về đường giao thông xuống cấp, gây khó khăn trong việc đi lại của người dân. Tình trạng ngập úng do không có mương thoát nước mỗi khi mùa mưa về của người dân tại thôn 4 xã Bình Trung. Những nội dung này đã được các địa phương, đơn vị, cơ quan chức năng giải thích và trả lời. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi trong chương trình. Thưa quý vị, vừa qua chương trình hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhận được đơn phản ánh của một số hộ dân sinh sống tại tổ 1, ấp Phong Phú, xã Long Phước, thành phố Bà Rịa về con đường đi lại hàng ngày của bà con xuống cấp trầm trọng do việc vận chuyển đất đá hàng ngày của công ty cổ phần khoáng sản Vũng Tàu. Người dân đề nghị cơ quan chức năng yêu cầu công ty cần có hướng khắc phục giúp người dân đi lại thuận lợi hơn. Qua phản ánh của các hộ dân tại tổ 1 ấp Phong Phú, phóng viên chương trình đã đi thực tế và có ghi nhận. Con đường dẫn vào khu mỏ đất đá mà 8 hộ dân tổ 1 đi lại đã có từ trước năm 1975, được thể hiện trong bản đồ địa chính của xã Long Phước. Đây là con đường duy nhất dẫn vào nhà 8 hộ dân có nhà ở và đất sản xuất nông nghiệp trong khu vực. Tuy nhiên, từ tháng 10 năm 2017 đến nay, con đường này gần như đã bị phá hủy do xe tải ra vào thường xuyên. Mưa đến sình lầy không đi được, người đi xe máy thường bị té ngã khi cố gắng chạy qua. Để an toàn, nhiều người dân phải đi nhờ qua vườn tiêu của các hộ lân cận. Dạ, thứ nhất chở con cái đi học này kia cũng khó khăn, mưa cái nó lầy lội, đi không được luôn á. Rồi mưa lớn nữa là ở đường ngoài kia nó ngập luôn á chị, cái chỗ cua đó nó ngập luôn. Đi thì khó khăn lắm. Đá thì với lại xe tải á, nó chạy mình đi chung với cái đường bên đó thì nó nguy hiểm nhiều. Đại diện công ty cổ phần khoáng sản Vũng Tàu cho rằng con đường nói trên nằm trong diện tích mỏ khai thác khoáng sản của công ty có giấy phép khai thác từ năm 1996. Sau một thời gian tạm ngưng, cuối năm 2017, công ty bắt đầu khai thác trở lại. Diện tích khai thác hơn 48 hectare. Con đường dẫn vào nhà của 8 hộ dân nằm giữa mỏ được cấp phép, nên công ty đã cho công nhân đào để khai thác đất đá. Mặt khác, trước đây những hộ dân không đi lại bằng con đường này mà đi bằng một lối đi khác. Sau đó, vì lối này thuận lợi hơn nên bà con chuyển sang con đường này để đi. Các hộ dân tại phía bắc bỏ núi đất có kiến nghị là công ty khai thác làm ảnh hưởng tới cái hoạt động đi lại của bà con. Thì công ty cũng có ý kiến cái việc bà con đi lại trên cái đường mòn được hình thành do một thời gian dài khoảng 15 năm công ty không hoạt động, nên là đi trên các đường mòn tạo nên do cái thời gian ngưng hoạt động, nên là bây giờ công ty hoạt động trở lại thì công ty có quyền khai thác ở trên cái khu vực mà đã được nhà nước cấp phép. Nên việc kiến nghị của bà con như vậy là nó không có cơ sở. Tuy nhiên, việc các bà con đi lại ở trên cái đường này thì công ty cũng thống nhất là tạo điều kiện cho bà con đi lại trong cái thời gian công ty phối hợp với cơ quan chính quyền quản lý nhà nước tại địa phương để tạo một cái con đường mới. Trước phản ánh của người dân, ngày 6 tháng 6 năm 2018, Ủy ban Nhân dân xã Long Phước, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Bà Rịa đã tiến hành khảo sát mỏ khai thác và làm việc với người dân cũng như đại diện của công ty cổ phần khoáng sản Vũng Tàu. Trước hết, công ty sẽ cải tạo lại con đường cho bằng phẳng hơn để người dân đi lại. Sau đó sẽ tiến hành họp các cổ đông của công ty bàn phương án nhằm tìm ra hướng giải quyết giúp cho những hộ dân có đường đi lại thuận tiện. Các bên đã thống nhất mở lối đi khác và phía công ty sẽ hỗ trợ chi phí làm đường. Tuy nhiên, trong quá trình mở đường đi qua đất của 5 hộ dân thì phải có phương án bồi thường đất cho 3 hộ dân. Nhưng do các bên chưa thỏa thuận được giá đền bù nên chưa đi đến kết quả cuối cùng. Thì tiếp tục địa phương cũng đã là nhắc nhở, yêu cầu bên công ty tạo mọi điều kiện cũng như là đổ đá ban bình để cho bà con thuận tiện đi lại. Thì vấn đề này thì bên công ty cũng đã thực hiện. Tuy nhiên thì cái tuyến đường hiện hữu hôm nay thì nó cũng rất là khó khăn. Cho nên là qua cái vấn đề phản ánh đó thì một số cô bác đại diện là cho
8 hộ dân này cũng đã kiến nghị với các ngành chức năng yêu cầu là mở con đường mới. Thì con đường này dự kiến là dài là 160m, bề ngang 3m, thì diện tích là nó ảnh hưởng này cũng khoảng trên 500m2. Thì hiện nay xã cùng các phối hợp với phòng tài nguyên môi trường và các ban ngành đoàn thể đã cũng mời các hộ này để tiến hành, và đồng thời cũng mời bên công ty để tiến hành để làm sao mà thỏa thuận đến cái phương pháp tối ưu nhất để tạo điều kiện cho bà con là có cái con đường mới trong thời gian sắp tới. Thì bên công ty cũng hứa là sẽ là hỗ trợ một phần kinh phí, rồi là địa phương sẽ vận động. Thì trong thời gian sắp tới thì chúng tôi địa phương cùng phối hợp với các ban ngành sẽ tiếp tục vận động, rồi là tác động với bên công ty để hỗ trợ làm sao mà chúng ta có cái phương pháp cũng như là cái biện pháp mở cái con đường này càng sớm càng tốt để thuận tiện cho bà con đi lại trong thời gian sắp tới. Trước tình hình trên, mới đây vào ngày 13 tháng 6 năm 2018, đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Bà Rịa, Ủy ban Nhân dân xã Long Phước, các hộ dân và đại diện của Công ty Cổ phần Khoáng sản Vũng Tàu có buổi làm việc. Theo đó, ba hộ dân đã đồng ý với mức giá đền bù đất mà phía công ty đưa ra. Phía công ty cam kết mở đường mới men theo khu mỏ như đề nghị của các hộ dân. Con đường mới dự kiến rộng 5m, được trải đá mi và san bằng phẳng, thuận lợi trong việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của những hộ dân trong khu vực tại tổ 1 ấp Phong Phú. Thưa quý vị, ông Ngô Văn Liên và một số hộ dân ngụ tại tổ 28 thôn 4 xã Bình Trung, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có đơn phản ánh đơn vị thi công tỉnh lộ 765 không xây dựng hệ thống mương thoát nước, dẫn đến mỗi khi mưa đến, bà con sinh sống tại khu vực tổ 28 bị nước mưa tràn vào nhà, gây ngập úng, làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Bà con đề nghị các cơ quan chức năng cần sớm thi công mương thoát nước, giúp cho bà con thoát khỏi tình trạng ngập úng. Tổ 28 thôn 4 xã Bình Trung hiện có trên 30 hộ dân, 200 nhân khẩu. Những hộ dân ở đây chủ yếu là làm nông nghiệp. Theo người dân, gần 3 năm nay, từ khi con đường tỉnh lộ 765 đưa vào sử dụng, thì mỗi khi mưa đến, bà con sinh sống quanh khu vực phải chịu cảnh ngập úng. Nguyên nhân là do khi thi công con đường này đã không lắp đặt hệ thống mương cống thoát nước, nên nước mưa không có nơi thoát, tràn xuống các hẻm và vào nhà. Con đường đi vào nhà của gia đình ông Ngô Văn Liên thường xuyên bị nước ngập lên đến đầu gối, nước tràn vào cả nhà và giếng nước mà cả gia đình ông sử dụng. Vì vậy, mới đây gia đình ông phải đổ 6 xe đất để nâng cao mặt đường đi vào nhà nhằm hạn chế phần nào nước mưa tràn vào. Theo ông Liên, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Từ khi cái ngày mà làm con đường 765 thì hầu như năm nào tới mùa mưa thì nó cũng ngập vô trong nhà rất là nhiều, ngập vô sân, thậm chí là con cái nó đi học thì nó là đi ra khỏi ngõ thì nhiều khi nó đi tật sẩy chân cái thì nó dơ đồ, vì chỉ là nó đi học không được. Nước sinh hoạt gia đình thì thường thường là mưa xuống cái ngập vô là dưỡng là đỏ hết, sinh hoạt không được. Thì cho nên cũng mong rằng là thì bề trên giải quyết là dùng những con đường để được khai mương cho nó thoát để nó đi, một thậm chí là một mùa mưa xuống rồ nào là bị ngập rồi đó. Bây giờ là nước hắn chảy xuôi xuống cái thầy đi bên đây, giờ bây giờ vừa rồi đấy họ đắp lại 2 lần đó, đắp rồi con đường rồi là các anh đưa đất về chuyên đắp rập trước được, không có chạy đoạn nữa là bắt đường chạy đấy, chạy đấy là họ không có chạy giữ trước cũng chạy xuống, bây giờ họ đắp đao bến nơi làm có chạy xuống đấy thành nhà tôi là cái đường này là nói đúng ra là các em học sinh nó đi cũng rất nhiều, mà đến khi mưa thì nước nó ngập lên nó lầy, nước nó dâng lên mấy em chạy đi học rất là khó khăn. Rồi bà con mà sản xuất thì khi trời mưa thì nó vô trong sân, ngập vô sân, nước đường thì dơ, mà vô như vậy nó ảnh hưởng tới bệnh tật rồi sức khỏe này nọ. Theo Ủy ban Nhân dân xã Bình Trung, tỉnh lộ 765 được Sở Giao thông Vận tải đầu tư xây dựng. Khi con đường hoàn thành, vị trí mặt đường cao rất nhiều so với các hộ dân sinh sống xung quanh khu vực. Mặt khác, quanh đường lại không có cống thoát nước, nên mỗi khi mưa xuống, nước mưa không có lối thoát, chảy tràn vào các hẻm xung quanh khu vực, tràn vào khu rẫy trồng hoa màu của bà con. Mặt khác, tại các điểm mà đơn vị thi công có đặt dài cống thoát, thì hộ dân bên đường bít lại.
không có hệ thống mương cống thoát nước và vị trí mặt đường lại cao, nên mỗi khi mưa đến, nước tràn và chảy xuống các khu vực trũng hoặc thấp hơn là điều khó tránh khỏi. Vì vậy việc ngập úng thì nó gây thiệt hại, thứ nhất là tiêu, thứ hai nữa là nhà cửa của người dân là không thể ở được. Có nhà thì nó ngập tới đầu gối, rất là khó khăn cho người dân. Thì qua cái việc như thế và phản ảnh của người dân thì chúng tôi cũng đã có liên hệ với phòng kinh tế hạ tầng. Rồi phòng kinh tế hạ tầng cũng đã có là báo cáo với sở giao thông vận tải để có cái hướng khắc phục giúp đỡ cho địa phương và cũng như là hỗ trợ cho người dân quá trình trong mùa mưa. Thì qua đó thì sở giao thông vận tải cũng đã có về là múc một số cái tuyến mương, nhưng mà thực tế thì những tuyến mương đó cũng không giải quyết được cái vấn đề là thoát nước. Ngập úng thì vẫn ngập úng, cứ mưa lớn là ngập úng, nên là gây khó khăn trong cuộc sống của người dân. Thiết nghĩ để tạo điều kiện thuận lợi trong cuộc sống sinh hoạt và trong trồng trọt của bà con, đồng thời tránh ngập úng kéo dài, các cơ quan chức năng của huyện Châu Đức cần có giải pháp sớm xây dựng tuyến mương thoát nước để bà con không còn ngập lụt mỗi khi mùa mưa đến là việc làm cần thiết nhất. Thưa quý vị, vừa rồi là phần phúc đáp đơn thư của bà con từ phía các cơ quan chức năng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Đến đây, chương trình hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xin tạm dừng. Chương trình được phát sóng vào lúc 16 giờ 40 phút chủ nhật hàng tuần. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Mọi thắc mắc khiếu nại khi gửi đơn thư về chương trình hộp thư truyền hình, quý vị liên hệ qua địa chỉ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, số 564 đường Cách mạng tháng 8, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hoặc điện thoại số 02543 636 666. Trong đơn thư thắc mắc khiếu nại khi gửi về đài, quý vị ghi rõ số điện thoại, địa chỉ để chúng tôi có thể liên lạc và trao đổi thêm những thông tin trong quá trình giải quyết. Xin thân ái chào tạm biệt.